bắt đầu. Sau đây tôi xin giới thiệu đội hình Johnson cả hai bên. Đội FC Bom. Johnson. Phải cầu này cầu thủ FC Bom. Cắt bóng trong. Không được. Vừa rồi là pha dứt điểm của cầu thủ bên phía FC Bom. Rất tiếc là bóng vẫn đi khá cao so với khung thành. Dứt điểm luôn. Để cho bóng không sẽ được cầu thủ FC sạch luôn. Và dứt điểm không để cản phá của Đỗ Văn Hòa. Tỷ số là 1-0. Nghiêng người về phía FC Sạch Fruit. Một pha dàn xếp đá phạt rất tốt. Mạnh Thái. Rất tốt. Một người rơi vào tuyến giữa. Gì đây? Chuyển cho Mạnh Thái, cắt ngang, không được. Rất đáng được. Cả đến cầu thủ của cầu thủ bên phía FC Sạch chút chính xác nó hồi thì bàn thắng đã được rồi. Một pha bật nhẹ. Cứ phá bóng tốt. Đường trở về rất bất cẩn. Dứt điểm luôn. Pha cứu thua rất tốt của thủ thành Phạm Tuấn Anh. Tình huống đưa bóng. Dứt điểm luôn. Bóng đập chân hàng rào về phía FC Sạch. Phải góc tiền cho cầu thủ FC Bom. Đây có thủ FC Sạch. Thái. Không được. Bóng nằm gọn trong tầm kiểm soát của thủ thành Nguyễn Minh Thái. Và dứt điểm đưa bóng trúng vào vị trí của thủ thành Nguyễn Minh Thái. Ok cho bóng. Quả người rất tốt. Dứt điểm luôn. Và đó là bàn thắng dành cho cầu thủ FC Bom. Tỷ số là Quân Định 1-0. Rất bất ngờ. Và đi bóng qua cả hàng thủ của FC Sạch Fruit. Và dứt điểm trả góc tới thủ thành. Phạm Tuấn Anh bị bó tay. Thành Ngọc Thái. Chuyền dành cho Cao Đăng Công. Dứt điểm luôn. Một tình huống dứt điểm ngay của Cao Đăng Công. Rất tiếc bóng đã đi khá cao so với khung thành. Chuyển cho Lê Văn Thủy. Rất tốt. Làm gì đây, dứt điểm luôn. Có vẻ như chân trái không phải là chân chuẩn của anh. Phản ứng điểm khá hiền. Là Cao Đăng Công. Làm gì đây. Rất tốt. Không được. Rất đáng tiếc. Một pha đối với một rất tốt nhưng pha dứt điểm sau đó thì không thể đưa bóng vào khung thành. Một pha dứt điểm khá tiêu chính xác. Hai bên dành cho Sạch. Một trận bóng vào trong. Khá cao không thể có tình huống đánh đầu dành cho Lê Văn Thủy. Làm gì đây? Không được. Rất đáng tiếc. Và dứt điểm đưa bóng trúng vào người của thủ thành Phạm Tuấn Anh. Đây, dứt điểm luôn của Lê Văn Thái.
sẽ đập chúng hàng vào. Rất đẹp luôn, rất đáng thương. Và mấy người mắc bóng của Lê Văn Thủy. Như vậy là trọng tài đã thổi hồ câu bài kết thúc trận đấu giữa các đội FC Bomb và FC Sạch Fruit. Trận đấu đã kết thúc với tỷ số 1-1. Chia đều cho cả hai đội. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những trận đấu trực tiếp lần sau.